Hello, nếu sức khỏe của bạn chưa tốt như mọi người cùng độ tuổi, nếu bạn trông chững chạc hơn những người cùng trang lứa, nếu thu nhập của bạn chưa ổn định, và nếu bạn thực sự muốn cải thiện các vấn đề trên, hãy đặt lịch hẹn miễn phí 11 bên dưới nhé. Hello, hôm nay chúng ta cùng hiệp thông hành trình 365 ngày. Kính nhớ 5.480 roi đòn Chúa đã chịu trong cuộc tử nạn của người bằng 15 kinh lạy cha, 15 kinh kính mừng, 15 kinh nguyện mà Chúa đã dạy thánh nữ Brigid để nhận được 21 ơn ích Chúa hứa ban. Trong đó có ơn được giải thoát khỏi sự chết đời đời và được hưởng nguồn hạnh phúc đặc biệt từ suối thiên tính Chúa dành cho những ai đọc kinh này. Anh chị em xem lại video 21 ơn ích khi đọc 15 kinh nguyện Chúa mặc khải cho thánh nữ Brigid để biết rõ hơn nhé. Trong chuỗi kính nhớ 5.480 roi đòn Chúa chịu này có kinh rước lễ thiêng liêng, nên chúng ta được hưởng thêm 3 năm ân xá mỗi khi đọc. Đọc đủ 1 tháng được hưởng một ơn toàn xá. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần, thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Kinh nguyện thứ nhất. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa là sự êm ái đời đời cho những ai yêu mến Chúa. Chúa là nguồn vui vượt trên mọi hân hoan và mong ước. Chúa là ơn cứu độ và niềm hy vọng cho hết mọi kẻ tội lỗi. Chúa đã chứng tỏ Chúa không có điều ước ao nào lớn hơn là được ở giữa loài người chúng con. Đến nỗi khi thời gian đến, Chúa đã mặc xác người thế vì yêu mến nhân loại. Xin Chúa nhớ đến tất cả đau khổ Chúa chịu từ giây phút nhập thể và đặc biệt trong cuộc tử nạn của Chúa, như đã được ấn định từ thuở đời đời trong chương trình Thiên Chúa. Xin Chúa nhớ lại trong bữa tiệc ly với các môn đệ, sau khi rửa chân cho các đầy tớ, Chúa đã cho họ chịu mình thánh máu thánh Chúa, và trong khi Chúa âu yếm an ủi họ, Chúa cũng đã cho họ biết trước về cuộc tử nạn sắp tới của Chúa. Xin Chúa nhớ đến nỗi buồn phiền tê tái mà Chúa đã trải qua trong linh hồn Chúa khi Chúa đã thốt lên: linh hồn ta buồn phiền đến nỗi chết. Xin Chúa nhớ lại tất cả sự sợ hãi, lo âu, đau đớn mà thân thể tinh tuyền Chúa đã chịu khi Chúa nghĩ tới việc Chúa bị đóng đinh trên thánh giá.
Khi ấy, Chúa đã cầu nguyện 3 lần. Mồ hôi máu Chúa đổ ra như tắm. Chúa bị Giuđa, môn đệ Chúa, phản Chúa. Chúa bị bắt bởi những dân của một dân tộc mà Chúa đã chọn và nâng lên. Chúa bị kết tội bởi một lũ chứng gian, bị xét xử bất công bởi 3 thẩm phán giữa tuổi thanh xuân của Chúa và giữa mùa đại lễ vừa qua. Xin Chúa nhớ lại, chúng đã lột áo Chúa và bắt Chúa mặc áo kỳ dị để chế rượu Chúa. Chúng đã bịt mặt và che mắt Chúa. Chúng đã tát Chúa, đội mũ triều thiên bằng gai lên đầu Chúa, bắt Chúa cầm cây sậy trong tay và đánh đập Chúa bằng những trận đòn dồn dập, cùng lúc với những lời phạm thượng chửi rủa liên tiếp. Xin vì sự tưởng niệm tất cả những đau đớn, thống khổ mà Chúa đã chịu trước khi tử nạn trên thánh giá, xin Chúa ban cho con trước khi chết được thực lòng thống hối ăn năn, cho con được xưng tội cách chân thành và đầy đủ để đáng được Chúa tha hết tội con. Amen. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu, con lòng bà, gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh nguyện thứ hai. Lạy Chúa Giêsu là tự do đích thực của các thiên thần, là hiện thân những vui mừng thiên quốc. Xin Chúa nhớ lại sự kinh hoàng buồn thảm khi quân thù bao vây Chúa như một bầy sư tử hung dữ và bằng muôn ngàn chửi rủa, nhổ và đánh đấm, những trận roi đòn và những cực hình chưa từng thấy. Chúng tha hồ tra tấn Chúa. Xin vì những sự tra tấn này và những lời chửi rủa này, con nài xin Chúa, hỡi đấng cứu chuộc con, xin giải thoát con khỏi mọi kẻ thù vô hình và hữu hình, và xin đem con dưới sự bao bọc của Chúa tới cõi trường sinh cứu rỗi muôn đời. Amen. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ
hơn mọi người nữ. Và Giê-xu, con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh nguyện thứ ba. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa là đấng tạo thành trời đất. Không gì có thể bao quanh hoặc giới hạn Chúa, mà chính Chúa mới là đấng bao gồm, nắm giữ mọi sự dưới quyền năng nhân ái Chúa. Xin Chúa nhớ lại nỗi đau đớn kinh hoàng mà Chúa đã chịu khi quân Do Thái đóng đinh tay chân chí thánh Chúa vào thánh giá. Từng nhát búa đóng xuống những chiếc đinh cùn to lớn, nhưng quân dữ chưa thỏa lòng căm thù độc ác, còn ngoái rộng các vết thương cho Chúa thêm đau đớn. Và với sự tàn bạo không kể xiết, chúng xô Chúa nằm trên thánh giá, kéo căng thân Chúa ra từ tứ phía, khiến các xương sườn Chúa giãn ra. Con nài xin Chúa Giê-xu, xin vì sự tưởng niệm nỗi đau đớn chí ái này trên thánh giá mà ban cho chúng con ơn biết kính sợ và yêu mến Chúa. Amen. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu, con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh nguyện thứ tư. Lạy Chúa Giê-xu, là thầy thuốc từ thiên đàng xuống, treo mình trên thánh giá để lấy các vết thương Chúa, chữa lành vết thương chúng con. Xin Chúa nhớ đến các thương tích xé thịt mà Chúa đã chịu, cùng sự đau đớn rã rời khắp chi thể Chúa. Đau đớn đến nỗi từ xưa tới nay, không có sự đau đớn nào bằng sự đau đớn của Chúa. Từ đỉnh đầu tới gan bàn chân Chúa, không một chỗ nào không bị tra tấn. Nhưng Chúa đã không nghĩ tới những đau đớn ấy, và Chúa không ngớt cầu cùng Đức Chúa Cha cho kẻ thù. Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Xin vì lòng thương xót vô bờ này, và vì sự tưởng niệm nỗi đau khổ của Chúa, xin Chúa đoái thương cho sự tưởng niệm cuộc tử nạn thê thảm của Chúa, đem lại cho chúng con sự thống hối, ăn năn tròn hảo và ơn tha hết tội lỗi chúng con. Amen. Lạy Cha, chúng con ở trên trời,
chúng không nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu, con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh nguyện thứ năm. Lạy Chúa Giêsu là gương phản ánh sự vinh quang đời đời, xin Chúa nhớ đến nỗi buồn phiền đau đớn Chúa chịu khi Chúa nhìn thấy qua ánh sáng thiên tính Chúa. Cùng lúc, những kẻ được cứu rỗi nhờ công cuộc tử nạn chí thánh của Chúa. Chúa cũng nhìn thấy vô vàn kẻ khốn nạn bị sa hỏa ngục đời đời vì tội lỗi họ. Và Chúa xót thương đau đớn cho những kẻ tội lỗi vô vọng và bạc phước này. Xin Chúa vì vực từ bi thương xót ấy, và đặc biệt vì lòng nhân ái Chúa tỏ với người trộm lành khi Chúa phán: Nội hôm nay, ngươi sẽ ở cùng ta trên thiên đàng. Con nài vang Chúa, ôi Chúa Giêsu nhân lành. Xin Chúa chứng tỏ lòng từ bi thương xót Chúa với con trong giờ sau hết. Amen. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu, con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh nguyện thứ sáu. Lạy Chúa Giêsu là vua đáng yêu, đáng mong ước nhất, xin Chúa nhớ đến nỗi đau buồn tê tái Chúa khi quân dữ đã lột áo Chúa và đối xử với Chúa như một tội nhân. Chúng cột trói Chúa lại và dựng Chúa lên trên thánh giá khi họ hàng bạn hữu Chúa bỏ Chúa hết. Chỉ còn mẹ chí ái của Chúa đứng bên cạnh Chúa khi Chúa hấp hối, và Chúa đã trối mẹ Chúa cho môn đệ trung tín Chúa khi Chúa nói cùng Đức Maria: Hỡi bà, đây là con bà. Và với Thánh Gioan: Hỡi con, đây là mẹ con. Con nài xin Chúa, hỡi đấng cứu chuộc con.
Xin vì lưỡi gươm thâu qua linh hồn mẹ thánh Chúa, xin Chúa thương xót con trong mọi cơn gian nan khốn khó đến với con, phần hồn, phần xác. Xin Chúa cũng chờ giúp con trong mọi cơn thử thách, và đặc biệt trong giờ con chết. Amen. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu, con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh nguyện thứ bảy. Lạy Chúa Giêsu là suối thương xót vô tận. Chúa đã kêu trên thập giá vì tình yêu sâu thẳm. Ta khát. Chúa khát khao vì cứu rỗi nhân loại. Con nài xin Chúa hỡi đấng cứu chuộc con. Xin đốt lên trong tim chúng con ngọn lửa khát khao tiến tới sự trọn lành trong mọi việc chúng con làm. Xin Chúa dập tắt trong chúng con lửa nhục dục thân xác chúng con cùng với lòng mê ước thế gian. Amen. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu, con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh nguyện thứ 8. Lạy Chúa Giêsu là nguồn êm ái các trái tim, là hạnh phúc của tâm linh. Xin vì sự chua đắng giấm mật Chúa nếm trên thánh giá, vì yêu thương chúng con, xin ban cho chúng con ơn chịu mình thánh, máu thánh Chúa cho nên ở đời này. Và ước gì khi chúng con gần chết, xin mình máu thánh Chúa trở nên linh dược và nguồn an ủi cho linh hồn chúng con. Amen. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
Nước cha trì đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu, con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh nguyện thứ 9. Lạy Chúa Giêsu là nhân đức vương giả tuyệt vời, là nguồn vui của tâm linh. Xin Chúa nhớ lại nỗi đau đớn Chúa chịu khi Chúa trầm mình trong biển đau xót đắng cay lúc Chúa gần chết. Chúa bị dân Do Thái chửi rủa lăng nhục Chúa. Chúa đã kêu lên thất thanh rằng Thiên Chúa Cha bỏ Chúa. Lạy Chúa con, lạy Chúa con, sao Chúa bỏ con? Con nài xin Chúa là đấng cứu chuộc con vì sự sầu thảm này. Xin Chúa đừng bỏ con trong cơn kinh hoàng đau đớn khi con hấp hối lâm chung. Amen. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu, con lòng bà gồm phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh nguyện thứ 10. Lạy Chúa Giêsu là đầu và là cuối của mọi sự. Chúa là sự sống và nhân đức. Xin Chúa nhớ lại vì đã cứu rỗi chúng con, Chúa đã trầm mình trong vực thẳm đau đớn, từ gan bàn chân tới đỉnh đầu Chúa. Xin vì con số lớn lao các thương tích Chúa, xin Chúa dạy con biết giữ các giới răn Chúa với tình yêu mến trọn vẹn, mà đường giới răn của Chúa là đường thanh thang dễ dàng đối với những ai yêu mến Chúa. Amen. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.
xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu, con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh nguyện thứ 11. Lạy Chúa Giêsu là vực thẳm từ bi lân túc, con nài xin Chúa vì sự tưởng nhớ đến các vết thương Chúa đã thấm vào tận xương tủy Chúa, tận cùng thân thể Chúa. Xin Chúa kéo con, một kẻ tội lỗi khốn nạn tràn ngập tội nhơ, ra khỏi vòng tội lỗi. Xin Chúa giấu con khỏi thánh nhang Chúa giận dữ con rất chính đáng. Xin giấu con trong các thương tích Chúa, cho tới khi nào cơn giận dữ công minh của Chúa qua đi. Amen. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu, con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh nguyện thứ 12. Lạy Chúa Giêsu là gương chân lý, là biểu hiện của hiệp nhất, là sợi dây bác ái. Xin Chúa nhớ đến muôn vàn thương tích bao phủ Chúa từ đầu tới chân Chúa. Các vết thương bị xé ra và tắm máu rất đáng tôn thờ của Chúa. Ôi sự đau đớn lớn lao toàn diện mà Chúa đã chịu trong da thịt tinh tuyền của Chúa vì yêu thương chúng con. Lạy Chúa Giêsu nhân lành vô cùng, có sự gì Chúa có thể làm được cho chúng con mà Chúa đã chẳng làm? Chớ vì công nghiệp những đau đớn Chúa chịu được tái diễn trong linh hồn con bằng sự tưởng nhớ trung thành cuộc tử nạn của Chúa, và chớ vì tình yêu mến Chúa mỗi ngày một gia tăng trong trái tim con, cho tới khi con trông thấy Chúa trong cõi hằng sống. Ôi Chúa là kho tàng của mọi sự tốt lành đích thực, và mọi hân hoan là những điều con nài xin Chúa ban cho con. Ôi Chúa Giêsu, chí nhân chí ái trên thiên quốc. Amen. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
Nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu, con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh nguyện thứ 13. Lạy Chúa Giêsu là sư tử dũng mãnh, là vua bất tử và toàn thắng. Xin Chúa nhớ đến nỗi đau đớn Chúa chịu khi toàn thể sức mạnh tinh thần và thể chất Chúa hoàn toàn kiệt quệ. Chúa gục đầu xuống mà than rằng: mọi sự đã hoàn tất. Xin vì sự buồn phiền đau đớn ấy, con nài xin Chúa Giêsu hãy thương xót con trong giờ sau hết, khi thần trí con bị xáo trộn dữ dội và linh hồn con buồn phiền sầu não. Amen. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu, con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh nguyện thứ 14. Lạy Chúa Giêsu là con duy nhất của Chúa Cha, Chúa là sự huy hoàng và hình ảnh bản chất Thiên Chúa Cha. Xin Chúa nhớ lại lời phó thác đơn sơ, khiêm tốn, khi Chúa phó dâng linh hồn Chúa cho Chúa Cha hằng sống. Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha. Đoạn chút hơi thở cuối cùng. Khi toàn thân Chúa rách nát, trái tim Chúa vỡ ra, và lòng từ bi thương xót Chúa rộng mở để cứu chuộc chúng con. Con nài xin Chúa là vua các thánh, xin vì sự chết châu báu này, xin Chúa yểm trợ và giúp đỡ con, để con chống trả lại thế gian, ma quỷ và xác thịt, để con được chết cho thế gian và chỉ còn sống cho một mình Chúa mà thôi. Con nài xin Chúa thương đón nhận con
trong giờ sâu hết của con, một kẻ lữ hành và lưu đày trở về cùng Chúa. Amen. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu, con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh nguyện thứ 15. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là cây nho đích thực và đầy hoa trái. Xin Chúa nhớ đến những dòng máu chan hòa Chúa đã đổ ra cách quảng đại từ thân thể chí thánh của Chúa, như nước nho trào ra từ máy ép, từ cạnh sườn Chúa do một lưỡi đồng tên lính đâm thâu. Nước và máu trào ra cho tới không còn giọt nào trong thân xác Chúa, và cuối cùng như một gói mộc dược vắt trên đỉnh thánh giá, da thịt tinh tuyền Chúa bị hủy hoại, bản chất thân xác Chúa héo khô, xương tủy Chúa khô cạn vì cuộc tử nạn vô cùng thê thảm này, và vì những dòng máu Chúa đổ ra. Con nài xin Chúa Giêsu nhân ái vô cùng, xin Chúa nhận lấy hồn con khi con hấp hối lâm chung. Amen. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu, con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kinh kết. Lạy Chúa Giêsu nhân lành, xin Chúa hãy đâm vào tim con cho dòng lệ thống hối và yêu mến Chúa trở nên cơm bánh ngày đêm nuôi dưỡng hồn con. Chớ vì con được cải biến hoàn toàn cho Chúa, chớ vì trái tim con là đền thờ Chúa ngự trị vĩnh viễn, chớ vì việc con hầu chuyện Chúa được đẹp lòng Chúa, và cuộc đời con
kết liễu cách đáng khen, để con được hưởng hạnh phúc thiên đàng. Và ở đó, con được cùng với các thánh của Chúa chúc tụng ngợi khen Chúa đến muôn đời. Amen. Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa, uy quyền khải trong hình bản nâu thân. Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa, uy quyền khải nương mình dưới thế trần. Hồi tương xưa kia, Cha đã hy sinh làm thánh giá, lòng nhân ai bao la. Còn chưa thoa tâm Cha, mà nay Cha đến dương nuôi bao linh hồn bơ vơ. Này của núi quý giá, mình Cha đây sống chờ. Chúng con xin thành tâm mến Cha. Chúng con xin thành tâm kính thờ. Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa, uy quyền khải trong hình bản nâu thân. Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa, uy quyền khải nương mình dưới thế trần. Và tổ tông xưa thu tích mana dần sức sống, đường quê có lâu công mà không quan lòng đông. Nhờ Cha nuôi dưỡng khiến trên dương gian đầy gai trông, ngàn hiểm nguy chất đông, hồn con bước tới cùng tới quê thiên đàng. Con ước mong có Cha lẽ nào con ngã lòng. Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa, uy quyền khải trong hình bản nâu thân. Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa, uy quyền khải nương mình dưới thế trần. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kính mến Chúa con trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa con trong linh hồn con. Song lẽ bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa con cho thật được, thì xin Chúa con ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa con đã ngự vào thật. Thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa con cho tròn. Xin Chúa con chớ để cho con lìa bỏ Chúa con bao giờ. Amen. Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời,
mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho ngôi hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn, nhiều phép hội thánh nữa, và đã cho phần xác con ngày hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con, kẻo phải chết tươi, ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cảm ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa con cùng cảm ơn như vậy. Amen. Trông cậy Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ che, chớ bỏ lời chúng con khấn nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng, hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Lạy Đức Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy Trái Tim Cực Thánh Cực Tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Các thánh tử vì đạo nước Việt Nam, cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bằng an, cầu cho chúng con. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ, cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Giêsu Maria Giuse con mến yêu, xin thương cứu rỗi các linh hồn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúc mừng anh chị em đã nguyện hết chuỗi kinh. Hẹn gặp lại anh chị em ngày mai cùng tiếp tục hành trình cầu nguyện 365 ngày. Kính nhớ 5.480 roi đòn Chúa chịu qua 15 kinh nguyện Chúa dạy thánh nữ Brigitte nhé.